Ngày 18 tháng 8, Công an phường Trảng Dài đã bàn giao đối tượng Phan Văn Việt, 28 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú phường Long Bình, cho Công an thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, Việt mang theo một cây xà beng và hai lưỡi cưa sắt đến tiệm vàng Kim Thư tại khu phố 3, phường Trảng Dài, do bà Ngô Thị Thanh Hương, 35 tuổi, ngụ phường Tân Phong làm chủ. Sau khi dùng xà beng cậy cửa, Việt vào trong tiệm lấy trộm vàng và tiền. Tiếp đó, Việt qua cửa hàng sửa đồng hồ Thanh Hải ngay cạnh tiệm vàng, dùng xà beng cậy cửa với ý định vào trong trộm tài sản. Tuy nhiên, trong lúc Việt đang cậy cửa, lực lượng công an phường Trảng Dài và đội phòng chống tội phạm của phường phát hiện và bắt giữ đối tượng. Kiểm tra trong người Việt, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 mẫu đồng hồ trang sức, gồm bông tai, lắc, nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền bằng vàng và kim loại tổng hợp. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trên 100 tờ tiền Việt và USD, gồm nhiều mệnh giá khác nhau.